Ok, và xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 3 anh em. Rồi, và đây là một cái vũ trụ, đó chính là sẻng vàng treo tay. Thì ngay từ vòng đầu tiên thì chúng ta đã có được một cái sẻng vàng rồi. Và mình đã lắp đó chính là Lucian vệ binh tinh tú. Không biết là nó có ổn không nhở? Tại vì đây là một cái ý tưởng của một bạn đã comment ở trên kênh YouTube của mình, rằng hãy làm về Lucian vệ binh tinh tú xem sao. Tại vì mình cảm thấy như là chúng ta lắp cái vệ binh tinh tú nhân tạo này cho con Lucian nó khá hợp lý ấy. Tại vì cái lượng mana của nó chỉ còn 30 mana mà thôi. Cho nên là đảm bảo với anh em thì nó sẽ rất là thú vị đấy. Uầy, mà khởi đầu có vẻ không thuận lợi cho lắm. Con này thì chơi chắc là chơi vũ trụ à. Nhưng mà mình cảm thấy như là anh ta đang muốn xoay sang vệ binh tinh tú ấy. Nước đang sôi này. Thôi thì chuyển bài đi ông ơi. Hãy tranh với nhau làm gì. Có Zoe này. Mình có nên lên cấp 4 mà cho Zoe vào thì chúng ta sẽ có được thêm 2 phù thủy không nhỉ? Vậy là 4 vệ binh. Vệ binh tinh tú. Mình gọi là lắp cái vệ binh tinh tú này sớm nhất bản đồ luôn. Và chắc là ông nào mà chơi cạnh tranh với mình thì chắc là một phần nào đấy thì cũng gây sợ hãi cho anh ta phải không anh em? Đấy. Một phần thôi. Mang là nó như vậy. Chắc con này. Ông này thì cũng chơi vệ binh à? Rồi ôi. Nhưng mà anh ta lên cấp 4 luôn à? Mình thì mới chỉ cấp 3 mà thôi. Chắc là mình thua. Bởi vì ông này lại có thêm 2 tiên phong nữa. 2 phù thủy. Hơi mạnh đấy. Nhưng mà bây giờ mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Anh em không phải lo. Mình cũng muốn bám máu một chút nữa để có thể lấy thêm giọt nước mắt cho Lucian. Để cho Lucian mình có cái trang bị bổ xanh á, cho nó lợi hại. Như này là đủ mana để xài skill ngay rồi. Nhưng mà mình muốn một con Lucian và nó vừa búp mana cũng như là có được cái khả năng lả lướt nữa. Cho nên là chắc là chúng ta cần thêm một cái bổ xanh nữa. Cho nó oách phải không anh em? Cho nó chất chơi người chơi. Ngại gì vết bật. Ok, mình xem là cái ông nào đây. 2 trận thua liên tục, trừ 12 máu của mình. Thằng cha nó. Ui, ông này thì 2 đấu sĩ, 2 pháo thủ, 2 cỗ máy. Đội hình ông nào nhìn cũng gọi là kinh. Ghê ghê quá nhở. Mạnh đáo mà để. Mạnh đáo để nên là chết tôi rồi. Thôi luôn. 3 trận thua liên tục vừa. À xa. Em phải ra trêu trêu à? Được. Tôi trêu lại đừng khóc nha. Ok, mong là cái round đi chợ này có giọt nước mắt thôi. Chứ không có là hơi buồn. Hơi buồn đấy. Đây. Có một giọt nước mắt thôi. Sako. Không biết là ông Bang ơi ông lấy cái gì. Mình là mình xin cái giọt nước mắt rồi đấy. Ở cái round đi chợ này thì mình cảm thấy như là con JC thơm ơi là thơm luôn đấy. Cầm cái gậy quá khổ. JC nó lại là 3 vàng. Hàng hiếm. Ông nào mà chơi công tặc thì thôi. Không khác gì cục vàng. Nhờ. Nhưng mà trận này mình sẽ chơi Lucian với bên tinh tú đi. Cũng như là anh em nào mà có bất kỳ một cái ý tưởng gì muốn mình xây dựng về một cái đội hình nào mà nó mới, nó lạ và nó cực kỳ dị hợm thì anh em hãy comment ngay ở phía dưới giúp mình nhá. Và mình cực kỳ trân trọng những ý tưởng của anh em và mình sẽ chọn ra những cái ý tưởng nào mà nó hay và thú vị một chút và mình sẽ làm và mang đến cho nhiều anh em biết hơn nữa. Cũng như là anh em nào mà muốn kết bạn Facebook với mình thì mình sẽ để link ở bên dưới luôn. Và anh em nào mà đang xem thì hãy nhớ là đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều nữa nha. Những cái nút like và nút đăng ký kênh là những nguồn động lực lớn nhất cho mình luôn để mình có thể làm những cái video mong ai cho anh em xem. Cho nên là anh em đừng tiếc gì một like và đăng ký kênh nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ăn phở không ăn quẩy. Mình điên. Darius kiểu này là Darius găng bảo thạch rồi. Úi xồi nó bổ kia. Ăn phở phải ăn quẩy cho nó ngon chứ ông ơi. Nó no bụng chứ. Ghê quá. Ông này còn tích vàng hơn cả mình nữa.
đúng là top 1. Anh ta đánh theo kiểu trụ thắng này, vừa có trận thắng, vừa nhiều máu, còn có nhiều và. Trời ơi, xanh hơn cả rau. Mình thì giống kiểu như là ngược lại 360 độ luôn ấy. Nhưng mà anh ta không có được những cái trang bị mà yêu thích. Nhưng mà chút nữa nếu như mà anh ta có gank blank, chơi không tặc có gank blank thì gì cũng có. kiểu như 4 không tặc thì hack 1 tấn đồ đấy thì thôi sao. Nguy hiểm lắm anh em ạ. Mấy ông kiểu chuỗi thắng kiểu này là rất nguy hiểm. Ai chưa già thanh niên này. 1, 2, 3 4 vũ trụ kết hợp với 3 vũ trụ kết hợp với 4 hộ vệ. Lắp hộ vệ nhân tạo sớm như thế này thì chắc là không ai dám tranh bài rồi. Ở cái vũ trụ này thì mình nghĩ là anh em sẽ chế tạo khá nhiều. Đây. Như mình thì đã lắp ngay cái vệ binh. Còn ông này thì đã lắp cái trang bị hộ vệ nhân tạo, hộ vệ tầm giáp. À xa. Kaitlyn và Zen, hai thanh niên Manfi. Chứ là cũng không cần con nào hết. Như này đi. Sợ bị thua quái quá. Mình sẽ cho Zavan vào để có thể tanh thêm một chút. Chứ thua quái thì không khác gì gọi là tự hủy luôn. Mình là mình hơi bị chủ quan những con quái này rồi đấy. Một vài lần mình bị thua rồi. Nhưng cảm giác rất là tuyệt vọng. Tuyệt vọng vãi nồi. Dù gì đi nữa thì anh cũng phải cố gắng lên. Cố gắng lên nha anh em. Rồi rồi. Một cái kháng phép, một con Ezreal và một cái gậy. Gậy này thì sẽ lắp luôn cho Lucian đây. Lucian, vệ binh tinh tú. Ahri này. Rồi. Mà Lucian 3 sao thì nó với lực anh em nhỏ. Cho nên là mình sẽ tiếp tục đánh theo chuỗi thua đi. Khi nào có Lucian 3 sao thì nó carry giúp mình cái đội hình ngay. Không biết là nó có carry được hay không. Nhưng mà mình cũng phải đặt niềm tin cho nó chứ anh em. Đặt niềm tin. Không biết đúng hay sai. Ai đây? Trời ơi, cũng hộ vệ luôn. Rumble bộc phá cái đầu với hộ vệ. Trời ơi, cái đội hình này nó mạnh lắm. Bộc phá thì có nhiều khả năng khống chế. Mà con Rumble này thì nó lại là một con khá là biến thái. Đấm hơi đau rồi. Quả này là toang thật rồi bu em ạ. 6 trận thua liên tục rồi. Vẫn chưa thắng được bất kỳ một trận nào. Hình như là mình là người yếu nhất cái bản đồ này rồi đấy. Chứ ai cho mình bắt nạt kìa. Toàn bị bắt nạt thì. Zoe 2. Hai thanh niên Zavan. Zavan thì mình sẽ pick đấy để có gì kết hợp với cả Nico. Trận này là mình sẽ chơi vệ binh này. Vệ binh kết hợp với một chút hộ vệ. Vậy là chúng ta sẽ chơi được hai phù thủy, hai vệ binh và hai hộ vệ và 6 vệ binh tú. Nếu như mà chúng ta lên được tầm khoảng cấp độ 8 à cấp độ 7. Đây. Bang. Ui, như ông thấy quen quen. Ông này với cả cái ông ăn phở không ăn quẩy ấy. Là hình như là cũng lắp cái căng bảo thạch này này. Nhưng mà mình lại bắt đạt được cái ông này à? Đúng là top 8 chỉ bắt được top 7 mà thôi. Anh em mình, anh em tương tàn thế này Bang ơi. Cố lên chứ bạn ơi. Chứ đôi bạn cùng chết thế này thì không vui đâu nhá. Lucian 2 này, Anie, Chitfei. Ok. Bắn con này đi. Như mình cảm thấy cái gì sai sai. Anh em cảm thấy cái gì sai sai không? À. Mẹ. Trời ơi. Thôi không, coi như là không ai nhìn thấy gì hết đi.
hơi cồng kềnh. Ai đây? Ông này thì chơi cái gì? Ba kiếm khách và hai hắc tinh. Kiếm khách hắc tinh đến từ vị trí của nước đang sôi. Và mình nghĩ là anh ta sẽ chơi kiếm khách đấy. Bum bum. Bum bum. Lucian búp mana khá lực đấy. Mà cái sát thương của nó khi mà lên được 3 sao thì không hề nhỏ. Cho nên là anh em hãy đặt niềm tin vào Lucian. Mà mình cực kỳ thích con Lucian này luôn. Chơi pháo thủ hay là chơi siêu công nghệ thì mình cũng hay dồn đồ cho nó nhất. Sau khi mà kiểu như mà anh em tìm được cái con Zenith khi mà chơi pháo thủ ấy, thì anh em nên dồn đồ cho Lucian trước đấy. Nó là một cái con giống kiểu như là nó vừa chạy được, vừa bắn được. Và chắc là mình sẽ lấy thêm một cái gậy nữa đi. Đây. Vậy là Lucian chúng ta sẽ có được trang bị mũ phù thủy, sẽ tăng được sát thương kỹ năng của nó lên, lên một tầm đáng kể. 50% sát thương kỹ năng rồi đấy. Wow. Cái round này toàn BF, nước mắt với cả gậy không nhỉ. Đúng như những trang bị mình cần. Không có cung gỗ hay là những cái trang bị thủ nào cả. Nice. Đầm cái gì? Tức à? Tức cái gì bạn ơi? Chơi game mà tức thế. Javan, Zoe và Poppy. Bắn con này đi. Padam. Trời ơi, combo hoàn hảo. Như thế này đi. Giờ Lucian của mình là đồ thế giới luôn rồi. Zihin vệ binh tinh tú à. Nhưng mà nếu như mà anh em chơi Zihin ấy, thì chúng ta cần có con Janna để những cái sát thương của Zihin thành sát thương chuẩn. Như thế thì nó mới mạnh được. Ở đầu game thì chơi Lucian nó vẫn hơn. Mà trận này thì mình phải làm cái ý tưởng Lucian vệ binh rồi. Nếu như anh em nào thích Lucian Zihin vệ binh thì hãy comment cho mình biết nhá. Đây. Đúng là có Lucian 2 đồ thế giới thì nó khác hẳn nhờ. Bá đạo hạt gạo liền. Pam pam. Pam. Pam pam. Tụt tụt. Mạnh phết. Không phải dạng vừa đâu. Mà dạng rộng ra. V, Grumble, Zihin, Nocturne. Ok. Bắt đầu là thấy màu hồng rồi đấy. 3 trận thắng liên tục rồi đấy anh em ạ. Annie, Nico. Có Nico này. Nico vào chúng ta có 5 vệ binh. 2 lần click lên cấp. Chưa đủ. Roll chút được xem sao. Zoe 3, Poppy. Zoe 3 thì cái khả năng gọi là du ngủ của nó thì mình nghĩ là nó cũng lợi hại. Lợi hại. Và có thể chiến được. Ai đây? Hình như là cỗ máy với cả pháo thủ. Darius cỗ máy chiến đấu. Kết hợp với công tạc sao? Con cóc mo này nhìn khá lực. Nhưng mà cái con Zoe của mình nó du ngủ phát 4 giây. Combat thì có bao nhiêu lâu đâu. Cứ tiện đường thì anh em cứ pick Zoe cho mình thôi. Trong cái quá trình gọi là tìm Lucian 3 sao. Đấy. Tiện đường công tác. Có ngay Zoe 3 sao. Lợi hại. Ngày hôm nay hồi nãy đấm mình ra chạy trêu này. Bây giờ mình đấm lại. Mà chẳng lẽ bây giờ mình lại ra trêu. Tết lại không được. Này, bằng hòa anh em nhỉ. Không vui. Ok. Lên cấp 6 thì mình sẽ cho Nico vào thì chúng ta sẽ có được 5 vệ binh. Và thiếu một con gì nữa nhỉ? Syndra. Oh. Syndra vẫn chưa thấy đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể chơi sạch 6 vệ binh rồi đấy. Tại vì mình có vệ binh tinh tú nhân tạo mà. Pam pam. 2, 4 trang bị. Giờ làm xin 2 cái nước mắt nhá. Vàng. Và vàng. Sao không phải là thiệp vàng mà lại là vàng? Cinderella. Lucian này. Annie. Lucian. Như này đi, như này chơi 6 vệ binh đi.
Ai đây? 983. Úi dồi ôi, Garen hộ vệ. May ta vẫn chưa lắp được cái trang bị nào cả. Hình như là anh ta đang cần những cái trang bị thủ. Ở sao là cái round đi triệu hồi nãy là hơi quạo một tí. Hóa ra là không trang bị yêu thích của anh ấy rồi. Nhưng mà đội hình của ông này vẫn mạnh chứ bộ. Nếu mà như mình là ông này, mình chơi Garen đầu đam luôn, thay vì những cái trang bị đồ tanh như thường lệ. Có Syndra này, không biết bán gì đi ta. Báo này đi. Syndra giống kiểu như con carry á, nhưng không muốn bỏ. Javan lên cấp 7 thì chúng ta sẽ cho Javan vào được. Cấp 7 mà cho Javan vào được anh em ơi. Chitter Faye với Anie thì để chỗ đâu đây? Ui, con AC này đồ thế giới thế. Ui, cặp ngay Lucian thách đấu rồi bạn ơi. Né hết cho mình Lucian ơi. Hay lắm rồi. Đấy, kiểu như là nó bút mana cho Zui, nó ném ngủ mấy cái mục tiêu. Thế kia thì auto win. Cũng bắn hơi nhiều. Nice. Nhìn cái đại băng tiễn kìa. Hai cái tên nó găm một người con linh thú của mình. Làm sao mà dính được. Javan và Poppy. Báo này đi. Nico này. Trời. Nico thì cần Nico 2. Úp cấp. Cho Javan vào. Cấp độ 7 thì mình nghĩ là chúng ta vẫn có thể drone được cái con Lucian 3 sao mà. Lo cái gì. Nhờ, anh em nhờ. Lo cái gì chứ. Úi dồi ôi, người anh em này vẫn cạnh tranh được ạ. Mà anh này lại không lắp vệ binh tinh tú nhân tạo. Chắc để dành 2 slot đây. Nhưng mà để xem Lucian cũng vệ binh của mình có lợi hại bằng con Syndra của ngành hay không nhá. Đấy. Anh em phải kiểm định lên. Hai ông được cấp 7 nhá. Mà ông này roll hết tiền à. Ta bắt tính bắt hết Syndra của mình đây. Được của nó đấy. Nhưng bãi đam chính của mình thì lại là Lucian. Thế là anh ta cũng không tưởng đây. Gangplank. Gangplank. Có ai lấy Gangplank không? Mất Gangplank rồi. Mình sẽ lấy cái này đi. Trời ơi, làm cái bút dòng nó cũng khó thế. Gangplank vệ binh tinh tú. Nhưng mà cái sát thương của nó gọi là không có. Khi mà có Janna ấy thì sát thương của nó cũng không thành sát thương chuẩn đâu. Sát thương kỹ năng vẫn là sát thương phép nha anh em. Còn những cái đòn đánh mới là sát thương chuẩn. Kiểu như Lucian này này, làm lướt nó bắn. Lucian 2. Nào con nào thọt vào đấy. Lên đi mày. Một cái bao tay đạo tặc cho Nico. Victor này chắc là không cần đâu. Annie. Đội hình như này mình nghĩ là ổn rồi này. Nhưng mà tự cảm thấy hơi thiếu đam ấy nhở. Đam Lucian chính vẫn chưa to lắm. Đây là những kiểu này thì có con Darius nó đam chùm luôn. Ừ may quá Zoe. Zoe nó cho thằng Darius ngủ kìa anh em. Ngủ phát nữa. Rồi xong. Không ngủ dính thằng Darius là đi luôn à. Nó băm cho ngu người hết. À xa 36 máu. Hấp hối rồi đây. Ủa nhẹ rồi. Syndra. Syndra thay vào vị trí của con Soraka. Không được kịp 4 phù thủy nhở. Tại vì hiện tại là mình đang cho Javan vào được cái tích kích hoạt 2 hậu vệ ấy.
cho lấy tanh một chút, chứ không đợi đội hình của mình mắc yếu luôn. Đảm bảo với anh em là mắc yếu. Tanh tuyến đầu vẫn quan trọng nha anh em. Ông nào đây? Thằng cha nữa. Không phải là chứ ai đó, nhưng mà tên ông này là thằng cha đó. May quá có Zoe, nó du ngủ được cái con đam carry của tên mạng đấy. Nhưng mà chỉ được một thời gian thôi. Thời gian nhất định. Ôi, khỏe thế. Hơi mạnh rồi đấy. Kiểu này là mình phải chơi thật cho các bác này xem rồi. Đã đến giờ rồi. Hai mươi sáu máu mình với cả ông hai ông top bet gọi là máu cũng gần giống nhau, 25-26 cả. Rồi chắc là mình sau round này thì mình sẽ roll một chút. Khó thế nhờ. Khó rồi đây. Với những trang bị này thì một cái ui, cái gì đây? Thì nữa, trời ơi. Xong thật rồi. Annie dẹp. Drone gọi là ui, Lucian này. Lucian thôi xong, bản thân ra bàn đi thôi. Một con Lucian nữa, nhanh lên nào. Ra van được trời. Nico 2, Ari, Soraka. Trời. Đây Lucian 3 sao. Không biết là còn thọ được hay không đây. Ông này thì G Bluetooth. Khỏe thế nhở. Ừ, nhưng mà mình vẫn ăn được, may. Đúng là có Nico 2 sao thì nó lợi hại hơn một chút hẳn. Ok. Nước đang sôi. Rồi cấp 8 mà mình cấp 7 đánh lại được cô này. Đúng rồi, từ lớp 1 lớp 7 mình chưa sợ. Lucian 3 sao. Như này đi. Mình sẽ lắp một cái phong kiếm à. Phong kiếm thì chúng ta sẽ hất tung được carry và một cái cuồng đao, hay là một cái quỷ thư, một cái cỗ máy chiến đấu nhân tạo, một hộ vệ nhân tạo. Trời ơi, đau đầu quá anh em ơi. Thôi thì lắp cái cuồng đao đi. Ủa, ngoài AC đổ thế giới đây này. Có cảnh blank rồi. Nhưng mà may quá, Zui của mình nó cho nó ngủ. Và con Nico nó không chế được chút. Cố lên. Nice. Lucian carry. Được chưa anh em? Rồi, có một ông tạm dừng cuộc chơi rồi. Nên là mình chắc chắn là ở trong cái vị trí top 7. Cứ từ từ mà tính. Không việc gì phải vội. Giờ chắc là cũng không có gì hot nữa rồi. Một cái phong kiếm cho Ari luôn đi. Cuộc chơi này vẫn còn khá thú vị đấy. Tại vì những lượng máu của những ông top còn khá cao. Và bây giờ kiểu như thua một trận thôi là cũng hơi bị thốn. Trừ gọi là 15-17 máu. Mắc đau rồi. Úi xồi ôi, ông này ghê thế. Ăn phở con ăn quẩy. 6 tiền phòng kết hợp với không tặc. Đấy anh em thấy không. Cũng may là mình có cái con Nico nó không chế được cái dàn đầu ấy. Chứ cũng là thua rồi. Thấy chưa?
Unico là một trong những con khá quan trọng ở cái bộ tộc vệ binh tinh tướng này đấy. Lucian nhìn có vẻ như hơi tinh tướng thật, nhưng mà là anh da đen hai tay hai súng cơ mà. Uầy, không có vệ binh nhân tạo nhờ. Nhưng mà có cái bột xanh đây này. Mình nên lấy bột xanh hay là lấy Janna nhờ? Bột xanh đi, cho nó spam kill nhiều. Hoặc là lấy Janna cũng được. Vậy là mình bị dư một cái thìa. Vậy là nếu như mà thọ được ở cái vòng đi chợ vòng 6 ấy, thì nếu mà có giọt nước mắt hoặc là thêm một cái thìa nữa thì mình sẽ thêm một slot hoặc là vệ binh tinh tú nhân tạo. Chỉ còn cách là như thế mà thôi. Còn không là đi luôn. Trận sau là xài thì thiếu vàng luôn. Ok, Soraka 2. Thế là mình sẽ bỏ Sinara ra quá. Nhưng mà cái nước mắt này thì thôi u cấp luôn đi. Chơi cả hai đi. Với cả bây giờ thì mình còn cái gì nữa đâu. Chả con gì để mất cả. Mà lâu lâu được con Nico đồ khá là xịn. Cho nên là ổn đấy. 7 vệ binh, 3 phù thủy. Chúng ta có thể bỏ một con Soraka đi và cho một con pháp sư vào. Nhưng không, mình lấy con Soraka này tại vì nó có được cái khả năng hồi máu cho toàn bộ team. Và con Lucian nó bút mana nữa. Cũng kiểu máy bút mana ấy. Cho nên là nó rất là liên tục cho anh em xem. Đùa. Ở hôm nay bốc hơi luôn. Garen hộ vệ nhìn khá trâu. Không biết là khi nào thì mình mới có Janna nhỉ. Hồi nãy có Janna nhưng mà ở đấy cái bột xanh rồi đã. Với cả con Ahri này là một trong những cái con mà gây ra được nhiều sát thương chuẩn ở trong cái vệ binh. Ui, có Janna luôn. Đùa. Bỏ nào đi đây. Bỏ này đi. Chắc là bỏ Sinara đi thôi. Tại vì nó đâu kích hoạt cho mình được cái gì. Ông này đội hình ghê phết này. 6 tiên phong. Vũ trụ. Rồi, ông này xoay sang 4 không tặc. 6 cỗ máy. 1, 2, 3. Mình sẽ tung được cốc mò nếu như mà anh ta để yên. Đúng là như vậy. Cũng may là mình nhanh trí. Không là ăn cám luôn. Bum bum. Nhờn à? Lời sát thương chuẩn. Nhìn thấy nhiều đam không? Giờ mới thấy con Lucian vệ binh tinh tú của mình sao? Hơi muộn. Nhận ra thì anh ta phải biết từ đầu rồi chứ. Tại vì mẹ Lucian thách đấu kiểu này mà coi thường à? Nhờn. Ông này thì có dự tính lên Garena 3 sao luôn á. Để xem là có lên hay không. Echo. Uầy. Một cái kiếm súng hashtag này. Kiếm súng này thì cho con nào bây giờ anh em? Mới cho con nào? Poppy à? Hay là Zoe? Mấy con nào xài nhiều skill chút. Mà cái kiếm súng này nó phù hợp cho Sinara ấy. Mà Sinara mình lại bỏ ngoài mất rồi. Lượm vàng. Không có Nico. Ra van với cái Poppy hình như là không ra thêm một con nào nữa rồi. Lừa rồi. À, khó đây này. Giờ phải check map một chút. Ủa ông này nhiều 3 sao thế. Như này đi. Con Poppy thì mình cảm thấy như là nó cũng không lên được 3 nữa này. Ở cấp độ 8 tỷ lệ là 14%. Ông nào đây? Bang à? Ôi. Nó thùng được Ugot. Ủa nhưng mà con Lucian của mình lực phết.
còn Nico thì nó sẽ khống chế. Uầy, không ngờ là cái đội hình của mình nó lại biến thái như thế này, quá khỏe. Cấp 8 mà đánh cấp 9 luôn đây này, lợi hại không anh em? Giờ là mình sẽ cố gắng tích tiền lên cấp 9 đi, cho bằng bạn bằng bè. 36. Nếu thắng trận này là lên 37. Với cả chắc là nếu mà thắng ấy, thì mình sẽ bán luôn Poppy để có thể tích tiền luôn nhá. Chứ Poppy với cả Java thì chắc là còn ít cơ hội lắm. Chuẩn bị lật kèo nào. Một là comeback, hai là comeback home. 26 máu, chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào đấy. Kiểu như mà gặp mấy ông nhiều 3 sao thì đi thật. Đây, gặp direct đồ thế giới. Ông ấy chơi tiền phong. Ui, hơi khó nhai. Ông ấy cũng có Janna. Ui, một sát thương chuẩn là quá nhiều. Thôi xong. Ăn phở mà không ăn quẩy này. Lần sau ăn phở thì ăn quẩy nhá, thêm nhá. 52, 53. Mic của con Ari này chút nữa có gì à? Chơi phong kiếm sao? Đó kiểu cái phong kiếm mà chúng ta lắp sao ấy thì chắc chắn là hất tung được cái con carry của team bạn. Cha nó. Cấp 9 rồi. Để xem nào, nếu mà cái rally chợ sắp tới mà có nước mắt thì ngon nhỉ. Chơi cho anh em xem là Lucian kết hợp với 9 vệ binh tinh tú, xem nó sẽ như thế nào. Và thêm một slot cũng được. Thêm một slot thì mình sẽ thêm phù thủy. Đây, ông này thì 6 vệ binh Sinara đồ chuẩn nhá. 6 vệ binh hộ vệ. Rồi xong. Mà mình mới là người chuẩn hơn ạ. Ui, Lucian mình bắt chạm nhẹ phát đứt luôn. Đi. Bản fake. Có gì hot không? Đây rồi. Có thì cũng như là có nước mắt luôn. Thay vì thêm một slot thì mình sẽ chơi một cái đội hình cực phẩm. Đó chính là 9 vệ binh. Ok thì lâm luôn cái thìa. Vậy là còn mình với cả cái ông này thôi à. Hai ông solo. Solo kill như này. Và cho Javan à. Cũng hợp lý. Poppy bây giờ nó mới ra. Janna này. Ông này. Ui, 8 cỗ máy. Ghê thế. Hát tung được cốc mò. À, đảo ghê phết anh em ạ. Ông này thì chơi 8 cỗ máy luôn rồi. Để xem 8 cỗ máy hay là 9 vệ binh ăn. Úi xồi ôi. Vệ binh này. Này thì cỗ máy của chúng tôi. Mình xem Ronald tìm con Janna 2 này. Anh em chịu xem tôi hack rồi anh em xem này. Janna. Đấy. Nói đâu có sai đâu mà. Để thêm hai con Java nữa giờ. Hơi khó. Tỷ lệ bây giờ là 10%. Còn khó hơn cả tìm Janna luôn đấy anh em ạ. 10% cơ mà. 15% ra được những vị tướng 5 vàng. Rồi. Ông kia thì cũng vừa lên được cái blank 2. Là đội hình của hai bên chắc là mắc bình lắm rồi. Để xem 8 vệ 9 cỗ 9 vệ binh tinh tú vs 8 cỗ máy chiến đấu, ai sẽ là người chiến thắng. Thôi xong. Uầy, lốc quá nhiều. GG. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi cái video này của mình. Nếu thấy hay thì anh em hãy đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều nữa nha. Và hẹn gặp lại anh em trong những cái video sắp tới ạ. Cảm ơn anh em.